Nay tôi mua một cái đèn pha LED ở trên trang thương mại điện tử Shopee. Giá là 150.000. Giờ tôi mở ra xem nhá. Nói chung cái trang Shopee tôi mua hàng cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà người ta vận chuyển tương đối nhanh. Cước vận chuyển thì cũng rẻ. Nhưng mà cũng có những cái mặt hàng mà mua về thì cũng chẳng sử dụng được, hoặc là chất lượng nó cũng kém, nó rẻ tiền. Một cái đèn LED này là khi tôi thấy quảng cáo nó 50W mà có 150.000, đấy cũng rẻ. Thì trước đây tôi mua cũng một cái LED như này ở ngoài thị trường, ở cửa hàng thì người ta bán là hơn 300.000 nữa. Em mở ra xem nó như nào nào. À, ngoài hộp. Hộp đóng gói trông cũng phần vỏ được bảo vệ bằng một túi bóng khí. Trông cũng tương đối lịch sự đây. Hoặc túi bóng khí để chống vỡ, chống va đập. Phần bao bì thì đẹp, in nhãn mác là bao bì là được. Để xem bên trong như thế nào. Đây 50W IP66 chống nước, có 3 đầu dây điện ra. Đây, bỏ một đầu. Cái này đấu điện 220 nhưng mà người ta làm 3 đường, để một đường là đấu vào tiếp mát, tức là tiếp tiếp âm để chống nhiễm điện. Nếu mà nó có nhiễm điện thì nó sẽ truyền xuống đất để tránh bị giật, điện giật. Bỏ cái đường thứ ba đi. Đường thứ ba thường thường theo quy chuẩn thì là nó sẽ là có cái vạch kẻ xanh xanh màu lá cây ấy, thì là bỏ cái đường ấy. Tôi cẩn thận thì tôi lấy cái đồng hồ và năng tôi đo trong cái nào là cái đấu vào khung máy, khung của đèn. Này người ta đề là 50W nhưng mà thực ra thì cũng không có đồng hồ đo để đo công suất, thì không biết là công suất nó có đủ không. Tôi đếm thì nó có 150 cái đèn LED, 150 cái đèn LED. Nếu mỗi cái là 1W ăn thì là 150W, nhưng mà chắc là không được, không được 1W, không phải bao nhiêu thôi. 150 cái đèn LED nhỏ. Rồi, giờ tôi đấu dây vào, tôi thử cắm điện. Chỉ thử nó sáng hay không, chứ còn công suất thì để đo, phải có đồng hồ vạn năng để đo công suất thì được. Cắm lên nó sáng được là được. Đấy, rồi, ok, đã sáng. Chỉ cần thế thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.